Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Trường Nguyễn và Lê Lê đã có mặt ở điểm trường thôn Háng Đay của xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Và bên cạnh tôi đây có anh Say là phó chủ tịch của xã, cũng đã bỏ thời gian và công sức để đi vào đây ghi nhận cái hình ảnh bà con nơi đây đã giúp cô giáo chuyên chở những cái vật liệu, cũng như là ghi nhận những cái tấm lòng hảo tâm của quý vị khán giả của kênh Việt Nam Today đã chuyên chở từ dưới miền xuôi lên miền ngược để mang đến cho cô giáo. Ở đây thì chúng tôi cũng xin đọc tất cả những cái món quà mà quý vị khán giả đã gửi tới ủng hộ. Thứ nhất là 40 mét gạch 60 x 60, một tét nước inox 1000 lít, 100 mét dây kéo nước, quần áo, tất, xi măng và cát. Tất cả những cái món quà này là của khán giả ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã gửi cái tấm lòng của anh ra ngoài này cho cô giáo cũng như là cho các cháu ở đây. Và ngoài ra thì cũng có một vị khán giả ở bên Mỹ đã gửi một chút quà, có quà riêng cho cô giáo nữa cơ. Thì ngày mai tôi muốn dành cái món quà đó cho ngày 20 tháng 10 sẽ gửi tặng cho cô giáo riêng. Và ở đây thì cũng có thêm một vị khán giả nữa, đó là chị Giang ở Đức về. Chị có đã đến thăm gia đình nhà trường Nguyễn và Lê Lê và cũng có gửi quà cho các cháu. Thì quà ở đây là đã gửi cho các cháu, đó chính là có những hộp thuốc bổ để dành cho các cháu, cũng như là có thêm cả mì và sữa nữa. Tổng số cái tiền mà tất cả những cái quà mà chúng tôi mua ở đây mang lên đây về tính ra tiền mặt là số tiền là 25 triệu.
thì xin báo cáo cùng với cả anh Say, Phó Chủ tịch xã cũng như là quý vị khán giả để quý vị khán giả có thể nắm được. Còn lại là những cái chi phí thêm, ví dụ như là những cái quà khác cá nhân một khán giả gửi riêng, cũng như là chúng em cũng sẽ hỗ trợ cái tiền xăng xe để cho các anh chị bà con ở trong thôn đã hỗ trợ cho cô giáo, bởi vì là các anh trở qua trở lại rất là nhiều chuyến. Vâng, cũng như là những cái lặt vặt thức ăn thức uống như là những ngày mà chúng em ở đây, cũng như là mua thêm cho các cháu. Vâng, thì những cái đấy thì em không có ghi ở chi phí trong này. Vâng, xin báo cáo anh như vậy và cũng để quý vị khán giả được nắm ạ. Vâng, đây em gửi anh nhé. Vâng, anh về xã anh gửi lại cho cán bộ địa phương ở xã giúp cho vợ chồng em nhé. Vâng, nhé. Vâng, phải lời nha. Vâng, vâng. Trước tiên là tôi tên là Trang An Say, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Làng Nghỉ. Ở đây thì bản thân tôi cũng đã đi cùng với lại anh Trường Lê đi vào tận điểm trường mầm non của Lý Minh của thôn Hán Đay, xã Làng Nhì. Ở đây là một cái trường mà khó khăn nhất của xã Làng Nhì đây. Trong với các cháu là có 28 cháu. Thì trong thời gian vừa qua thì anh chị Trường Lê cũng đã kêu gọi và cũng đã có tấm lòng học tâm cùng tất cả các quý vị đã có ủng hộ. Và tại thời điểm này thì cũng đã bản thân tôi cũng đã nhận đủ những cái món quà của anh chị Trường Lê. Ở đây thì cũng thay mặt cho chính quyền địa phương rất cảm ơn anh chị Trường Lê cũng đã có tấm lòng hảo tâm kêu gọi giúp các cháu cũng như là giúp cô giáo để mà có cái lớp học sạch sẽ khang trang hơn. Thì ở đây cũng thay mặt cho đảng chính quyền cảm ơn anh chị Trường Lê. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Vâng vâng. Và bây giờ là chuẩn bị cho bữa trưa với các cháu trường mầm non Háng Đay. Chúng ta sẽ xem coi các cháu ăn uống như thế nào. Chị Lê Lê thì cũng mang đến cho các cháu thêm giò, bổ túc thêm cho bữa ăn của các cháu. Bây giờ chúng ta vào phòng ăn của các cháu nhé. Vâng. Giờ ăn đêm rồi, giờ ăn đêm rồi. Cô Thanh sẽ mang những cái âu cơm mà các con đã tự được bố mẹ phụ huynh chuẩn bị ở nhà rồi. Và âu cơm là có ghi tên ở bên trên. Đây có những bạn còn chưa có cặp lồng và phải đựng cơm bằng túi. Đựng bằng túi ni lông. Đấy. Cơm mang bằng đến lớp bằng túi ni lông. Bạn nữ kia là rất là nhanh nhẹn đi phát cơm giúp cho cô giáo. Đấy, đây có lẽ là lớp trưởng chăng? Bạn này có phải lớp trưởng không cô Thanh? Bạn kia phải lớp trưởng không? Thấy có vẻ rất nhanh nhẹn. Đi phát cơm hết. Mà cũng giỏi lắm nhá. Biết âu nào của ai là như thế nào đấy. Đi phát cho các bạn đấy. Tức là hai bạn ở một nhà ăn chung một âu cơm thì xếp ngồi gần nhau. Chào anh ạ. Vâng ạ. Vâng, chào anh. Là những con chim ấy cứ líu la líu lô lên. Bạn này thầy giáo lo cho các bạn quá nhờ. Quá là nhanh nhẹn luôn ấy. Rất là nhanh nhẹn, rất là giỏi. Bạn này là
lãnh đạo rồi đấy. Mai mốt là lãnh đạo được. Nhà bạn Khua Di kia là 4 người ăn chung một âu. Một cái âu cơm mà những 4 cái thìa. Đây. 4 bạn ăn chung một âu cơm. Đấy, đây là 4 bạn này là ăn chung một âu, còn một mình bạn áo xanh này là một cái âu xanh. Xem bao cơm mới mở, hôm nay con ăn cơm với gì? Ôi dồi ôi, hôm nay con ăn cơm với măng ớt à? Nên ăn cơm với măng ớt, con ăn cơm với gì? Con mở ra xem nào. Con mở ống cơm của con ra. Đây. À, bạn này thì ăn với măng xào. Rồi. Này đã ăn cơm với gì đây? Mì tôm. Bạn ăn cơm mì tôm mà mì tôm là mẹ đã nấu từ sáng ở nhà rồi, bây giờ nó nguội tanh nguội ngắt ra rồi. Hai bạn này cũng ăn chung một âu. Và hai bạn này là món mang đi theo là món cá khô. Ở đây là theo ghi nhận ở đây là chúng tôi thấy là chiếm đến 80% các con mang cơm đi ăn là chỉ có ăn với cả măng ớt hoặc là măng xào hoặc là su su. Đây là có món này thấy hơi lạ đây. Ở đây là có bạn này là có món cũng chắc là cũng su su xào. 4 bạn này thì chỉ thấy có một âu cơm và mỗi bạn thì có cầm theo một miếng cá khô nữa. Đấy, cứ tự múc cơm ăn và ăn với cá khô như vậy thôi. Đúng rồi, chút cơm vào đấy, chút cơm vào bát đấy. Bạn là ai mua vào bát này em? Của bạn là... Tức là thấy các bạn khác có giò mà mình chưa có giò là đòi đúng không? Con nữa.
Đây đấy, hôm nay là có thêm món giò nữa, các bạn có vẻ rất là hào hứng rất là hào hứng ăn cơm với giò. Cô Khanh là đang chia giò cho các con. Và ở ngoài này thì bây giờ là vẫn tiếp tục xe vẫn đang chở quà, chở hàng về cho các cháu. Vẫn còn rất nhiều gạch và quà cho các cháu vẫn còn rất nhiều. Cho các bạn là ở đây là có 6 anh chở mà vẫn phải anh nào cũng phải đi 2-3 chuyến mới hết được. Đây là hai bạn này là đã no bụng rồi, còn thừa tí cơm, rau là ăn hết. Đấy. Biết là cất thìa vào trong âu này, rồi đậy nắp vào rồi. Đấy. Hai bạn này theo như cô giáo nói đây, như bạn áo xanh đây là đã 5 tuổi đây. 5 tuổi mà người rất là bé, chỉ bằng bạn 3 tuổi ở dưới xuôi thôi. Ăn xong rồi là tự cất âu lên trên kia, rất là ngoan. Đây là đồ đang được các bạn phụ huynh giúp cho cô giáo để chở hết vào. Gạch với cả sữa, rồi là mì tôm, bánh kẹo, chăn màn, quà. Mà vẫn còn nhiều lắm, vẫn còn phải ra chở tiếp. Mỗi người chở được một ít thôi, bởi vì cái đường nó quá xấu cho nên là không chở được nhiều. Vâng, ăn xong là các con ăn xong là chuẩn bị xếp đồ rồi qua bên phòng bên cạnh để nghỉ trưa. Thì nói là chúng tôi lên đây là mới thấy là cái đời sống của các cháu ở trên này là và cô giáo rất là vất vả và khó khăn. Bạn nào ăn xong là tự cất âu và tự sang bên cạnh chơi, chờ các bạn khác. Rất là ngây thơ, đang đùa vui. Ngồi xem các con ăn buổi trưa.
và tôi quan sát và thấy rằng là mình cũng khó có thể nói được cái cảm xúc hay là diễn tả như thế nào. Trước hết thì thấy thì các con là rất là ngoan ngoãn, ngồi chờ đợi cô Thanh hướng dẫn trong một cái sự trật tự. Các cháu thì bi ba bi bô nói bằng tiếng Mông, nhưng mà cái cảm nhận tôi là các cháu rất là muốn ăn. Và khi mà chị Lê Lê cho chúng ta thấy những cái hình ảnh, những cái món ăn của các cháu thì quá đạm bạc. Nào là mì tôm, rồi su su xào, rồi măng ớt. Và có cả những cái món ăn mà đã được bố mẹ chuẩn bị trước là mì tôm mà nó đã trương phình lên. Đấy. Và tôi cảm thấy một cái mùi đặc trưng rất là trẻ con và rất là tổng hợp, khó nói lắm. Mùi thức ăn nó trộn vào. Và khi nhìn thấy các cháu ăn thì tôi thấy là các ăn rất là trật tự. Hôm nay thì có thêm một cái món giò mà chị Lê mua mang lên thì các cháu ăn rất là ngon lành. Tôi thấy là các em là có đứa là hai đứa ăn chung một cái âu cơm rồi, và tụi nó ăn say sưa và như là một cái bầy chim vậy. Cái cảm nhận của tôi là thấy cái bữa ăn của các cháu mình cũng xúc động lắm. Mình ngẫm nghĩ và mình so sánh với những cái bữa ăn của những đứa con của mình, hoặc là những cháu mình, hay là những bữa ăn của chính mình, thì mình thấy là một bữa ăn ở trên này thì quá đơn giản, nhưng mà các cháu vui và có cái sự trật tự. Tôi thấy là chính những cái hình ảnh mà Lê Lê quay cho quý vị xem vừa rồi ấy, là nó làm cho mình hình như là ăn uống ở trên này nó là một cái nhu cầu mà nó quá không có cầu kỳ, nhất là các con như vậy. Và tôi có thể nói là bây giờ tôi muốn coi lại, hỏi là cái suy nghĩ của Lê Lê khi quay sẽ như thế nào để cho quý vị được cảm nhận nhé. Vâng, xin mời quý vị lắng nghe coi Lê Lê chia sẻ. Vâng, và như lời tiếp lời anh Trường có nói là cũng muốn nghe cái cảm xúc của tôi khi mà lên trên đây, rồi cũng như là chứng kiến cái bữa ăn của các cháu. Phải chia sẻ thật lòng như thế này, tôi không ngạc nhiên, bởi vì là tôi đã chứng kiến những cái bữa ăn như thế này rất nhiều lần rồi. Có lẽ đây phải là lần thứ 5, lần thứ 6, chứ cũng không phải là lần đầu tiên. Và bản thân tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền núi phía Bắc, cho nên là ít nhiều cũng hiểu được cái tính chất, đặc tính của người đồng bào Hờ Mông, cũng như cái đời sống khó khăn ở trên này. Nhưng mà mặc dù là mình đã biết trước được như thế và mình đã chứng kiến nhiều lần, nhưng mình cũng không tránh khỏi cái sự xúc động. Cái ấn tượng của tôi trong cái bữa ăn ngày hôm nay không phải là chỉ có cơm với măng ớt, không phải là cơm với những cái gói mì tôm mà đã được bố mẹ nấu từ sáng 6:30 7 giờ khi đến lớp mà nó đã trương phình lên. Mà cái ấn tượng của tôi đó chính là những em nhỏ mà gia đình đông con, bốn cháu mà sàn sàn cái lứa tuổi như nhau. Tức là ở đây mẫu giáo là chỉ từ 2 đến 5 tuổi thôi, mà bốn cháu mà ăn chung một cái âu cơm và có bốn cái thìa và chỉ thêm một gói mì tôm nữa. Đấy là cái ấn tượng mà tôi nghĩ rằng là cái điều này nó làm cho tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất là mong chính quyền địa phương ở nơi đây cũng như là bà con ở đây sẽ bảo ban nhau cố gắng làm sao mà sinh ít thôi. Mỗi nhà chỉ nên có 1 đến 2 cháu thôi. Chứ bây giờ đẻ nhiều như thế này mà thấy đời sống của các cháu như này, mặc dù nó ăn rất ngon miệng, cười nói chuyện rất là vui vẻ, nhưng mà rõ ràng cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng là nếu cứ duy trì, cứ tiếp tục cái lối sống như thế này thì đời sống sẽ còn vất vả và khó khăn hơn rất nhiều. Và càng ngày thì nó sẽ càng ảnh hưởng đến những cái thế hệ sau, là cứ theo như cái như vậy là cứ sinh con thêm nữa. Hôm nay cái anh phụ huynh ở trong này chở tôi bằng xe máy từ ở ngoài ngã ba vào đây. Đi đường tôi có hỏi là anh có con học ở đây không? Thì anh có nói với tôi là có cháu học ở đây. Thì tôi bảo là anh có mấy cháu rồi? Thì anh nói với tôi là anh đã có 6 người con. Tôi rất ngạc nhiên vì một cái người phụ huynh trẻ như vậy. Tôi hỏi anh năm nay anh bao nhiêu tuổi? Thì anh bảo là chắc là hơn 40 quá à? Có nghĩa là bản thân anh cũng không nhớ là anh bao nhiêu tuổi nữa. Hơn 40 thì tôi nghĩ là cứ cho là chạc chạc tuổi của tôi mà đã 6 người con rồi.
Thì tôi hỏi là thế đã có bạn nào là dựng vợ gả chồng chưa? Thì anh mới nói rằng là chưa có ai lấy vợ lấy chồng cả. Thì các cháu đều đang đi học, độ tuổi đi học. Và cũng có một hai cháu là đã đi làm thuê, bốn người con trai và hai người con gái. Đó chính là cái điều mà tôi cảm thấy day dứt trong cái bữa ăn ngày hôm nay. Khi mà nhìn hình ảnh các cháu ăn uống như vậy và nghĩ tới nếu cứ tiếp tục như này thì cái thế hệ của các cháu khi lớn lên, cháu nào cũng vì ăn uống không đủ chất cho nên cứ còi cọc người bé xíu ra. Quý vị cũng thấy là 4 tuổi, 5 tuổi là chỉ bằng các cháu 2, 3 tuổi ở ngoài thành phố thôi. Đó là những cái chia sẻ của tôi và xin gửi tới quý vị khán giả. Rất mong là quý vị khán giả ở xa sau khi xem những video clip của Trường Nguyễn và Lê Lê ở nơi đây, nếu có thời gian quý vị muốn có thể liên lạc với Lê Lê và Trường Nguyễn lên Yên Bái và chúng tôi chắc chắn sẽ đi cùng quý vị khán giả tới tận những cái địa phương mà chúng tôi đã từng đi qua để quý vị khán giả hiểu được những cái công việc Trường Nguyễn Lê Lê đang làm cũng như là hiểu được cái đời sống của bà con ở trên nơi đây. Vâng, và bây giờ là bữa trưa đã kết thúc. Các bạn nhỏ của chúng ta là hôm nay là cũng được ăn ngon hơn một chút bởi vì là có cô Lê Lê đã mua giò lên đây để cho các con ăn. Ngoài giò ra tôi còn mang lên rất là nhiều bánh kẹo cũng như là sữa, rồi là bánh rán. Nhưng mà có lẽ là ăn liền một lúc thì các cháu sẽ no quá, cho nên là tôi cũng bàn với anh Trường với cô giáo là nên để cho bữa phụ chiều. Ở đây thì sẽ không có bữa phụ chiều đâu ạ, nhưng mà ở thành phố thì có. Sau khi ngủ dậy các con thường là sẽ được uống sữa cũng như là ăn cháo hoặc ăn miến, ăn phở. Nhưng ở đây thì ngủ dậy thì chỉ có học bài tiếp và vui chơi thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ dành những cái món quà đó cho các con vào cái buổi chiều nay. Nhưng bây giờ Trường Nguyễn và Lê Lê muốn ghi nhận thêm cái hình ảnh các cháu sau khi ăn xong tự động giải chiếu, tự động sắp xếp cái chỗ nằm của mình để cái giấc ngủ trưa nó sẽ đến. Và bây giờ mời quý vị cùng vào xem nhé. Đây, các bạn là đang tự động sắp cái chỗ nằm của mình, gối để lấy vào để ngủ trưa. Gối thì bê từ bên phòng ăn sang, mỗi bạn là một gối, rất là ngoan. Trước khi vào lớp thì tôi xin quay những cái hình ảnh đôi dép của các con được xếp ở ngoài cửa lớp học. Ở đây quý vị thấy rằng là mặc dù là những đôi dép ở đây là không có được đẹp, không có được mới giống như là dép của các bạn nhỏ ở thành phố, nhưng mà chúng ta thấy được ở đây có một cái sự ngăn nắp rất là đặc biệt mà các con ở đây là làm, tự động làm. Và cái điều này là cũng phải xin cảm ơn cô giáo rất là nhiều, bởi vì là nhờ có cô giáo hướng dẫn chỉ bảo cho nên là cái sự ngăn nắp này nó mới được sạch sẽ và đẹp mắt như thế này. Đây là những đôi dép đây, và phụ huynh thì vẫn liên tục đang chở quà từ ngoài ngã ba vào. Ở đây là chở quà là cũng rất là vất vả thưa quý vị, là từ đó vào đây là gần 4 cây số mà cứ đi đi vào vào là coi như là 8 cây mà cứ trở ra trở vào từ nãy giờ là hầu như là phụ huynh nào cũng phải trở 3 chuyến rồi. Đấy, và đây là lớp học ở đây là sau khi là ăn trưa xong nó sẽ thành một phòng ngủ. Bạn này là sắp đến giờ đi ngủ mà vẫn tranh thủ cầm giò để ăn. Chắc là vẫn thích ăn giò. Bạn rất là nhanh nhẹn, chuyên đi xách cặp lồng cho các bạn khác. Rất là ngoan, tranh thủ đang ăn giò thêm nữa. Hai chiều đấy, chẳng ai bảo ai là cứ tự động vào gối của ai, người đấy bê là xếp vào. Bây giờ đang nằm, người thì nói chuyện, người thì hát, rất là hồn nhiên vui vẻ. Ừ,
Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong